Đài giải vô địch xe đạp địa hình châu Á năm 2023 diễn ra tại Kerala, Ấn Độ, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Nữ cô rơ Bàn Thị Vang của Lào Cai đã xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung băng đồng Olympic nữ lứa tuổi 18. Giải quy tụ 23 đoàn vận động viên mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Đoàn Việt Nam có 7 vận động viên tham gia. Quân bàn thị vàng là đại diện duy nhất và đầu tiên của Lào Cai tham gia thi đấu giải quốc tế. Tại giải bàn thị vàng tranh tài ở nội dung băng đồng Olympic nữ trẻ lứa tuổi 18 với cự ly 3,5 km. Với bản lĩnh tự tin, sức bền, tinh thần thi đấu hết mình, bàn thị vàng đã xuất sắc về vị trí thứ hai, chỉ xếp sau vận động viên Nhật Bản. Đây cũng là kết quả tốt nhất của bàn thị vàng kể từ khi gắn bó với bộ môn xe đạp đến nay. Hiện Ban Thị Vang là vận động viên đội tuyển xe đạp thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Lào Cai. Cô đã thi đấu nhiều giải vô địch trẻ trong nước và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Gần đây nhất, tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 28, Ban Thị Vang cũng xuất sắc giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc cá nhân và hai huy chương vàng đồng đội ở các nội dung đua địa hình lứa tuổi 16 đến 18.